vị và các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có rất nhiều bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Phụ nữ. Thế nhưng từ ngày hôm qua đến nay, tại thành phố được mệnh danh là vùng đất Hòn Ngọc Viễn Đông một thời này đã vừa cấp mặt thêm một triển lãm bảo tàng mới mang tên Bảo tàng Ký ức. Nội cái tên của nó thôi cũng làm cho những người vốn yêu Sài Gòn cảm thấy gần gũi, đó là có một Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến khám phá những mô hình đặc biệt tại đây để cảm nhận rõ hơn sự thú vị của bảo tàng này nhé. Lần đầu tiên, một bảo tàng ký ức mang tên Có một Sài Gòn được tái hiện chân thật nhất dành riêng cho những người con của Sài Gòn. Một nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn với niềm đam mê về nghệ thuật, đồng thời muốn khai thác những nét hoài cổ của một Sài Gòn xưa, đã tái hiện trọn vẹn nên một Sài Gòn xưa như một bảo tàng ký ức thông qua những mô hình DIY cực kỳ tinh xảo và sống động nhất. Với mục đích khai mở lại vùng ký ức tuổi thơ về một Sài Gòn cổ kính với hơn 300 năm tuổi, chân thật nhất như trong hình dung của mỗi người con Việt Nam. Buổi triển lãm đã mang đến những trải nghiệm thú vị với vô vàn ký ức tuổi thơ của nhiều người. Thật sự những cái mô hình này á, nó gợi ý mình rất là nhiều kỷ niệm hồi xưa. Hồi xưa nhớ cái thời mà, nhưng mà vẫn còn những cái như là ở quê mình còn là có những sạp, có những cái sạp báo nhỏ nhỏ, hay là có những cái những cái tủ gạch măng rê. Rồi lâu lâu á, là cái kỷ niệm của mình thì nó, cái điểm biểu mình không có đi nhiều, nhưng mà nhớ là cái lúc nhớ, nhìn đĩa mình lại nhớ tới cái những cái khoảng thời gian mà là học giỏi xong rồi mẹ cho mình đi mua những cái tấm đĩa mới, những cái tuổi thơ như ùa về trong mình và nó làm sống gì hết, là một cái phim tua ngược vậy đó. Thì những cái mô hình đó thật sự là nó rất là giống với cái ngoài đời thật, và cảm thấy là cái người nghệ sĩ làm rất là khéo tay, rồi nó làm tới những cái chi tiết mà rất là nhỏ. Buổi triển lãm được nhóm Sài Gòn xưa phối hợp cùng Next by AIA và cộng đồng Reply 1990 phối hợp tổ chức tại tầng 2 tòa nhà Vitesco. Với việc tạo nên một bảo tàng ký ức lần đầu tiên có mặt tại Sài Gòn, Sài Gòn xưa cũng hy vọng sẽ giúp thỏa mãn những hoài niệm một thời của những bậc trung niên, đồng thời giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn về nét đẹp một thời của Sài Gòn. Buổi triển lãm được chuẩn bị trước 2 tháng, gồm có 11 mô hình và hơn 11 ngành nghề và 20 cái những cái mẫu combo nhỏ. Thì chủ đề xoay quanh vào những cái cuộc sống hiện tại và cuộc sống lúc nhỏ của những đứa trẻ của Sài Gòn. Giống như là các bạn thấy đây là tiệm băng đĩa. Tiệm băng đĩa thì hồi nhỏ là đi mua băng, đi mướn băng 2.000 một cuốn như thế nào. Ở trên đây có cuốn tập ca sĩ Thanh Thảo. Thì những cái điều như vậy, bình dị như thế, thì tụi mình muốn chia sẻ lại cho các bạn một cái hoài niệm trở ngược về ký ức, về những cái gì mà mình đã chợt quên đi. Không chỉ thưởng thức những mô hình tí hon sống động, nhiều bạn trẻ còn hào hứng và thích thú khi cùng nhà báo Trác Thi Miêu, một con người nặng tình với Sài Gòn, chia sẻ về những ký ức đẹp và những câu chuyện gắn bó với nếp sống Sài Thành xưa.